Gia đình thuộc diện hộ nghèo, gần nửa năm trước, chị Bun Kabua đã được địa phương ưu tiên cấp cho hai con dê giống. Bây giờ ngoài công việc đi rẫy hàng ngày, chị đã có một đàn dê phát triển tốt, nỗi lo cho ba đứa con nhỏ ăn học đã không còn. Mình vừa đi làm vừa uh, lấy uh, cỏ cho con dê ăn. Thế vui giờ mình mua mình không có tiền. Esin là xã đặc biệt khó khăn, đa số là đồng bào Ede sinh sống đất đai cằn cỗi, nguồn nước thiếu thốn, rất khó trồng trọt. Địa phương đã phối hợp với các đơn vị kết nghĩa và nỗ lực tạo ra các mô hình như mô hình dê, bò, giống, tổ mây, tre đan, tổ rộ cần, vân vân để giúp cho bà con có công an việc làm tại chỗ. Nhiều đó, theo nghị quyết địa phương, mục tiêu giảm 6% hộ nghèo mỗi năm. Nhưng trong 2 năm vừa qua, tỷ lệ hộ nghèo của Ea đã giảm được 10,6% mỗi năm. Từ những cái mô hình này thì từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho người đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo và có những cái hộ thì đã tự nguyện làm đơn xin thoát khỏi hộ nghèo. Để nếp nghĩ cách làm của đồng bào thiểu số đổi thay tích cực là nhờ có sự đồng hành hướng dẫn từ những người có uy tín cùng ăn ở cùng làm. Cũng như các hộ dân trong buôn, gia đình anh Y Plen chỉ biết trồng lúa một vụ, không đủ ăn. Nhưng từ 5-6 năm, năm nay, được buôn trưởng Y My động viên hướng dẫn cách làm nông đúng cách, khu vườn 1 hecta nhà anh đã cho thu nhập rất ổn định. Nhờ có buôn trưởng xuống động viên và hướng dẫn cách làm nông nghiệp, trồng nhiều cây để thu hoạch được quanh năm trên cùng một mảnh đất, nên kinh tế cũng đủ lo cho con cái ăn học. Trước đây khổ lắm, nhưng hôm nay thì như vậy là rất tiến bộ hơn rồi các hộ nghèo trong buôn là hôm nay nó giảm chủ yếu làm có tắc tư tưởng bà con để nhận thức được với vấn đề làm kinh tế về chính trị là dân chịu dân nghe à, tin tưởng vào đảng nhà nước với mục tiêu đến cuối năm 2023, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 3 đến 4%, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đời sống kinh tế xã hội ở nhiều buôn làng đã khởi sắc.